dám mọc rễ che cửa hàng của ta nè. Ê cua, em làm gì vậy? Trời ơi, tự nhiên ngắt rễ như vậy cây chết rồi sao? Đang tâm trạng. Cái gì? Bộ em buồn rồi em có quyền cho mình phá nát cái cây vậy đó hả? Em mà không dừng lại chị mét đốc tôi khỏe liền bây giờ đó. Đốc tôi khỏe, đốc tôi khỏe ơi, con cua nó phá nát cái vườn cây của đốc tôi khỏe rồi nè. Chuyện gì? Ai phá gì hả? Đốc tôi khỏe đó, con cua kìa, nó cắn tiêu cái cây của đốc tôi khỏe rồi kìa. Đừng đừng tin gì Vân Giang, chính chạy làm vậy đó đốc tôi khỏe. Cuối cùng là sao nè? Ủa, nhưng mà mắc gì Vân Trang làm vậy làm chi? Thì chị có tánh ganh tị. Vân Trang ganh tị chuyện gì? Chị ganh tị vì tóc của chị Vân Trang bị rụng, thưa thớt. Ủa, tóc chị rụng thì liên quan gì tới cái cây đâu? Nè, chị thấy cái cây rễ nhiều, tủi thân cho tóc của mình đúng không? À, nghe cũng có lý. Với lại người ta nói, nắm người có tóc, ai nắm kẻ chọc đầu. Con là mình có tóc, đốc tôi khỏe nắm chị Vân Trang bắt đời mới đúng chứ. Nghe rất có lý nha. Có lý vậy con đi á nha. Đốc tôi khỏe. Trời ơi, một cái chuyện vô duyên vô dụng như vậy mà cũng tin được ngang như cua nữa hả? Trời ơi là trời. Ủa, sao tên cua kia nói mà ta như là trúng thuốc mê vậy? Đâu rồi, đâu rồi? Ôi, thiệt tình á, giận đốc tôi khỏe luôn á. Thôi, bọn nhóc nó chọc tí thôi mà, có gì mà Vân Trang mất ước dữ vậy chứ. Sao mà không buồn chứ, con cua nó chạm thẳng như nỗi đau của Vân Trang luôn chứ giỡn đâu. Là sao đốc tôi khỏe không hiểu? Là tóc chị Vân Trang lúc này tối ngày dập, dối rồi nhộm, xong lại uống, nên giờ yếu, gãy, rụng, tơi tả đó đốc tôi khỏe. Đúng rồi đó, hạnh nhân nói đúng nỗi đau của Vân Trang rồi đó đốc tôi khỏe. Đốc tôi khỏe ơi, đốc tôi khỏe có cái cách nào mà giúp cho mái tóc của Vân Trang trở nên ống ả, mềm mịn như lúc đầu được không? Ở nhà Vân Trang có một hũ hạnh nhân mà đốc tôi khỏe tặng đâu, sao không chịu dùng? Đốc tôi khỏe kêu Vân Trang dùng hạt hạnh nhân. Đúng rồi, hạnh nhân chứa rất là nhiều magie, các loại vitamin cần thiết cho tóc như là vitamin D, vitamin E. Đặc biệt là giọt hạnh nhân sẽ rất tốt cho mái tóc bị sơ cứng, yếu gãy rụng, sẽ trở nên mềm mượt và mọc dài hơn. Ồ, nhưng mà có nghĩa là mình dùng dầu hạnh nhân mình sẽ xoa lên tóc hay sao đó tôi khỏe? Vân Trang có thể dùng dầu hạnh nhân xoa đều lên tóc và da đầu 2 lần trong một tuần. À, nhớ là khi tóc đã được gọi sạch nha. Người ta nói nội công ngoại kích, nên ngoài việc xoa lên tóc thì chị có thể ăn thêm hạt hạnh nhân. Quá, hay dữ vậy ta. Trời ơi hạnh nhân ơi, em thật là xuất sắc luôn. Phải nói là ngày hôm nay Vân Trang cảm ơn 2 chuyên gia đã tư vấn rất là tận tình cho Vân Trang, để Vân Trang có thể có được một mái tóc thật là đẹp. Trời ơi, vậy là Vân Trang sắp có lại được mái tóc đẹp của mình ngày xưa rồi. Cảm ơn 2 người nha, Vân Trang đi đây. Ê, đâu có đi dễ như vậy. Đền cái cây da đốc tao khỏe đi. Ồ, nhưng mà đâu phải Vân Trang làm đâu. Nắm người có tóc chứ ai nắm kẻ trọc đầu. Ta nắm cua cho nó kẹp hả? Bắt Vân Trang đền là chắc ăn nhất. Trời ơi, Vân Trang bị quan thiệt mà. Vân Trang không có làm cái chuyện này. Hạnh nhân, em cứu chị với. Hạnh nhân chỉ cứu được cho mái tóc đẹp, chứ không cứu được cho người bị oan đâu. Ây, trời ơi, cua ơi.